Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại làm một clip giới thiệu tới quý vị và các bạn quy trình sản xuất hoành phi câu đối gỗ gụ. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Hà Đông, Hà Nội. Thì chúng tôi vừa với vẽ ra chữ nho ẩm hà tư nguyên, thì chúng tôi sẽ chuyển cho những người thợ, họ sẽ sao chép sang phần mặt gỗ để làm thành bức hoành phi. Thì các bạn đang xem, đây là những người thợ của chúng tôi đang in lại những mẫu chữ nho mà chúng tôi đã ra bản chính, và những người thợ này đang dùng những mẩu giấy than để in lại chữ nho sang phần gỗ, vì nếu vẽ trực tiếp chữ nho vào thì nó sẽ không đúng với nét. Chúng tôi phải in qua như vậy thì nó mới đúng nét chữ nho. Còn quý vị đang theo dõi đây là bức hoành phi phổ thông, là chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Còn bức hoành phi chúng tôi vừa mới nói đang vẽ chữ nho đây, thì là bức hoành phi này là làm 4 chữ ẩm hà tư nguyên. Và kích thước của bức hoành phi này là dài 2m17, rộng 67. Phần chữ là chúng tôi làm vuông 37 phân. Thì sau khi chúng tôi in ra thì những nét chữ hơi mờ, thì chúng tôi sẽ tô lại phần chữ cho đậm lên để người thợ đục, họ có thể đục theo được đúng nét chữ nho và đúng nghĩa. Bình thường thì chúng tôi làm hoành phi có phụ đề phía dưới, nhưng theo yêu cầu của khách đặt hàng thì đơn này là đơn chúng tôi làm nguyên phần chữ nho, bỏ phần phụ đề phía dưới đi. 4 chữ nho đọc từ phải sang trái là ẩm hà tư nguyên, và nếu như dịch theo tiếng Việt có nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Và đây chúng tôi đang đi vào in chữ chữ cuối cùng của bức hoành phi đây, ẩm hà tư nguyên. Thì chúng tôi phải ra được mẫu giấy như này thì người thợ bắt đầu với in sang được phần gỗ, phải qua một lớp giấy than ở phía dưới. Các bạn có thể hình dung được, vì chúng tôi làm đơn vị sản xuất đứng hàng đầu trên toàn quốc, chúng tôi ra mẫu, vẽ mẫu và làm theo đơn đặt hàng của quý khách yêu cầu. Trước đây thì chúng tôi cũng có làm hoành phi lên đến 5 chữ, thì chúng tôi sẽ thu nhỏ phần chữ nho lại. Kích thước vẫn vậy, 2m17. Thì lát nữa chúng tôi sẽ quay cái quy trình chúng tôi đang gắn bức hoành phi này. Bây giờ chúng tôi đang quay phần vẽ chữ trước để quý vị có thể hình dung được các công đoạn. Sau khi vẽ chữ này xong thì chúng tôi sẽ đưa cho những người thợ chặt gấm ở phần nền. Bình thường thì chúng tôi cũng có những mẫu để trơn trong các clip trước chúng tôi giới thiệu rồi. Thì quý vị nào muốn sở hữu cho mình một bộ hoành phi như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong clip lần trước thì chúng tôi giới thiệu rất nhiều mẫu hoành phi, là hoành phi chặt gấm, hoành phi nền trơn, hoành phi lồng cuốn thư và hoành phi chạm 4 chữ, 3 chữ và có thể là 5 chữ. Chữ nho thường là ẩm hà tư nguyên hay là ngũ phúc lâm môn hay là đức lưu quang hay là phụng tổ đường, phụng gia tiên, rất nhiều mẫu chữ. Đây, sau khi chúng tôi vẽ xong đây thì chúng tôi sẽ chuyển cho những người thợ đục, họ bắt đầu chặt gấm và đục phần xung quanh. Chúng tôi luôn luôn ra mẫu mới, cải tiến mẫu thì các cơ sở muốn bắt theo cũng không thể bắt kịp được, thì chúng tôi luôn luôn đi đầu rồi. Đây là toàn bộ phần ván là chúng tôi làm dài 3 phân. Đây, quý vị có thể hình dung được sau khi chúng tôi gắn lên là như này. Đây, quý vị có thể xem, tiếp tục xem một phần nữa, là đến phần tiếp theo là phần những người thợ ngang của chúng tôi sẽ gắn các cái công đoạn lại với nhau. Chúng tôi cũng báo luôn kích thước của bức hoành phi này là dài 2m17, rộng 67. Ván là chúng tôi làm dày 3 phân
liền khối không ghép. Và những người thợ của chúng tôi đang gắn công đoạn cuối cùng để hoàn thiện xong phần mộc bức hoành phi gỗ gụ, hay còn gọi là đại tự gỗ gụ, kích thước 2m17, rộng 67, hàng ván liền khối không ghép và chạm bốn chữ Ẩm Hà Tư Nguyên không phụ đề, nền chặt gấm cho khách hàng ở Hà Đông, Hà Nội. Thì quý vị ưng mẫu sản phẩm nào, quý vị có thể chụp màn hình gửi qua Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn báo giá kích thước cụ thể và tùy theo thời điểm để cho quý vị được biết. Trong các clip trước thì quý vị cũng theo dõi rất nhiều những mẫu hoành phi câu đối gỗ gụ mà chúng tôi đưa lên rồi. Thì quý vị có thể tham khảo các clip trước hoặc là chúng tôi để dưới phần là link mô tả ở phía dưới, quý vị có thể xem được. Vì chúng tôi luôn tự hào làm đơn vị sản xuất đi đầu trên toàn quốc về sản xuất các mẫu hoành phi. Thì quý vị hãy liên hệ ngay tới hai số điện thoại trên màn hình, thì chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và báo giá. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi chuyên về đồ thờ cúng rồi. Bên cạnh những mẫu hoành phi này, chúng tôi còn những bộ cuốn thư câu đối, hay là ngai thờ, khám thờ, bàn thờ ô sa, rất nhiều. Quý vị có thể tham khảo trên YouTube. Quý vị đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một số mẫu mới nữa.